John. Wait, look. Get some bread. Hôm nay á, chị cho đi lại chích thuốc nữa nè mọi người. Chích thuốc là viêm gan B á. Thì cho chích được 2 lần rồi, được 2 lần rồi. Một lần 2 mũi. Nhưng mà rất là, mọi người biết không, khi mà đi vô bệnh viện rất là bác sĩ, những cái người mà đứng ở ngoài, người ta sẽ đo nhiệt độ của mình, người ta khám ở mình bên ngoài xong hết rồi ta mới cho mình vào bệnh viện. Cũng rất là quan trọng luôn đó mọi người ơi. Không có phải giống y hồi lúc trước nữa đâu, không có dễ dàng như hồi lúc trước nữa đâu. Chú cho hôm nay đi vô bệnh viện á mọi người, chú cho đi tiêm ngừa. Bữa hổm tháng trước thì chú cho tiêm có một bên à, nên rất là đau. Hôm nay chú cho phải tiêm bên đây luôn. Tại vì hai mũi á, là chú cho tiêm ngừa là viêm gan B. Thì hôm nay chú cho chia sẻ với mọi người, hôm nay chú cho đi vô bệnh viện rất là kỹ luôn mọi người, kỹ lắm. Không có còn giống như hồi lúc trước nữa đâu nha. Bây giờ là vô bệnh viện là tất cả là đeo khẩu trang hết. Nhưng mà bệnh nhân thì không có đeo ha. Còn những người mà làm ở trong bệnh viện đều phải đeo khẩu trang hết. Rất là kỹ ha. Luôn luôn có cái nước rửa tay cho mình ha. Thì có rất là nhiều người còn chưa hiểu về cái vấn đề là cái thẻ bảo hiểm. Thì chú cho hôm nay chia sẻ với mọi người. Thì có cái chị này không biết chị ở bên nước nào nữa mà chị nói với chiêu cho như vậy. Chị nói là chiêu cho là người nghèo mới đi vô cái bệnh viện gia đình, là cái gì, bệnh viện family á mọi người, theo khe á. Thì cái chị đó chị không biết cho nên là chị mới nói như vậy. Thì cái bệnh viện family đó là họ là cái bệnh, là bệnh viện đó là họ chăm sóc cho cái gia đình, ví dụ rất là kỹ, ví dụ như là cả vợ, cả chồng, cả con mình luôn. Thì nếu mà mình thích vô đó thì mình vô, tại vì cái bệnh viện đó cũng là của nhà nước, của chính phủ, thì họ cũng cần cái thẻ bảo hiểm. Thì họ rất là chăm sóc, rất là kỹ. Rồi ví dụ như mình ở bên đây là mình đặt lịch, mình đi đến cái bệnh viện đó, nếu mà mình quên đi thì họ sẽ luôn luôn điện thoại cho mình. Ví dụ như một ngày đó mà mình không có đến, mình đặt lịch cái ngày đó đã tới rồi mà mình không có đến cái bệnh viện đó, thì người ta sẽ điện cho mình. Ta điện buổi trưa nè, có khi 3 giờ chiều người ta điện tiếp, rồi cái qua ngày sau người ta điện tiếp nữa. Rồi
có khi thì họ nhắn tin cho mình, đó, họ nhắc nhở mình rất là kỹ. Mà điều kiện của bệnh viện á, thì cũng rất là lớn nha mọi người, chứ không thua kém gì bệnh viện lớn, thiệt là lớn ha, cũng đầy đủ, máy móc cũng đầy đủ. Tự nhiên chú cho đi toilet, xong rồi chú cho đi vòng vòng, chú cho cũng coi thử. Thì vô trong đó thì cũng có người phiên dịch, ở nước nào họ cũng có người phiên dịch hết. Cho nên là còn nếu mà cái người nào mà bị nặng quá, nặng thiệt là nặng á, họ cái bệnh viện đó họ sẽ chuyển đi, thì cái bệnh viện lớn họ sẽ nhận rất là nhanh. Thì có rất là nhiều cái chị đó, chị chắc là chị cũng thuộc về hạng chảnh chẹ đó mọi người, cho nên chị nói chuyện rất là chảnh. Tại vì cái bảo hiểm đó bây giờ á, ở bên đây mà bảo hiểm á, có bảo hiểm dù cho mọi người có đi bệnh viện lớn hay bệnh viện nhỏ thì mọi người đóng tiền cũng rất là ít chứ không có nhiều. Thì cái chị này chị chảnh lắm, cho nên là chị nói với chú cho như vậy nè. Chị nói là chú cho nghèo mới đi bệnh viện gia đình, chứ còn chị giàu á, chị không có đi bệnh viện gia đình. Chị giàu cho nên là chị phải đi cái bệnh viện lớn, thiệt là lớn. Chứ còn chị không có vô bao giờ, chị vô cái bệnh viện gia đình hết. Tự nhiên chị không có biết cái bệnh viện gia đình nó như thế nào và bệnh viện lớn nó như thế nào. Chị nói để cho nó có lệ vậy thôi, chứ chị hoàn toàn chắc chị cũng không có hiểu về cái vấn đề bảo hiểm. Tại vì cái bảo hiểm thì dù cho mình có đi bệnh viện lớn hay bệnh viện nhỏ thì mình đóng tiền cũng rất là ít nếu mà mình có bảo hiểm. Còn nếu mà mình không có bảo hiểm thì mình đi bệnh viện rất là nhiều tiền ha. Nếu mà so ra với Việt Nam thì rất là nhiều tiền. Tại vì mọi người biết sao mà chú cho biết về vấn đề đó không? Tại vì ông xã của chú cho là bị đứt một cái ngón tay, nhưng mà đứt cũng hơi bị nặng, đứt cũng hết, cũng sâu á. Xong rồi ông xã chú cho mới đi vô cái bệnh viện. Thì vô cái phòng cấp cứu đó thì phải chờ tới 3-4 tiếng đồng hồ lận mọi người, rất là lâu, nhưng mà họ chăm sóc rất là kỹ ha. Rồi họ chụp hình, rồi họ làm giấy tờ, một cái ngón tay thôi mà chắc cũng gom lại chắc cũng 6-7 người gì đó. Người thì làm giấy tờ, người chụp hình, rồi người vô khám, rồi người rửa, người bó, mà tính ra chắc cũng 6-7 người đó mọi người. Thì sau đó thì khi mà họ gửi cái hóa đơn đó về á, là 2.000 đô. Nhưng mà cái bên bảo hiểm họ chi, cho nên là ông xã chỉ cho đóng có 100+ đô thôi. Mà họ làm rất là kỹ. Thì bên đây á, thì có cái bảo hiểm dù cho mọi người có đi bệnh viện lớn hay bệnh viện nhỏ thì đóng tiền cũng rất là ít. Chừng nào mà mình không có bảo hiểm mình mới đóng nhiều. Còn cái chị này thuộc về cái tầm hạng là chảnh chẹ, cho nên là mà cũng không biết nữa, chảnh mà còn không biết nữa. Cho nên là chị nói rất là khó nghe. Và chú cho có trả lời với chị rằng như vậy, chú cho nói người tỷ phú người ta còn chưa bao giờ mở miệng ra nói như vậy. Mà mình cũng 3 năm hư thôi, mà mình mở miệng ra mình nói là mình đi cái bệnh viện lớn chứ không đi bệnh viện nhỏ. Mà cũng chị cũng không có biết bệnh viện gia đình heo khe là như thế nào nữa mọi người. Còn bệnh viện lớn chị cũng không biết nữa, cho nên là chị nói đùa nói đại vậy thôi. Thì hôm nay chú cho lên ấy nói cho mọi người, phân tích để cho mọi người hiểu. Bây giờ thì chú cho dừng lại video, kết thúc video. Bye bye mọi người.